Mến chào các bạn. Tiếp tục dòng nhạc Vũ Thành An hôm nay, Chuột mời các bạn nghe bài Không Tên Cuối Cùng. Đây là phiên bản cũ. Chúng ta đều biết nhạc sĩ Vũ Thành An có nhiều bài hát không tên từ số 1 trở đi, ít nhiều phản ánh cảm xúc về những chuyện tình trong cuộc đời của tác giả. Tuy nhiên, theo tác giả qua hồi ký ra mắt năm 2017, thì bài Không Tên Cuối Cùng phản ánh tâm trạng của ông về mối tình đầu sâu đậm nhất, với bao rung cảm, nỗi buồn, thất vọng và mong ước. Số là mối tình đầu ấy của ông và người đẹp Sài Gòn đã không nên câu duyên nợ vì cách biệt tuổi tác, học vấn. Cô nàng hơn ông 2 tuổi và học trên mấy lớp. Bây giờ mời các bạn nghe bài Không Tên Cuối Cùng với karaoke của Kim Quy. Một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì? Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ? Ngày còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu? Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao em? Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Các bạn đã nghe bài Không Tên Cuối Cùng của nhạc sĩ Vũ Thành An với hòa âm và karaoke của Kim Quy. Chúc các bạn một ngày sinh hoạt cuối tuần vui vẻ, bình yên. Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ? Ngày còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ? Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu? Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ
những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Xa nhau rời, thiên đường thổi lỡ, cho thật tiên chấp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Bài không tên cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.